Trời đất ơi, cái gì đấy? Đừng có nói với tôi là hôm nay đóng vai mẹ ghẻ xong bắt tôi là Tấm phải ngồi lựa mè nha. Trời sao tinh ý quá vậy? Ủa vậy là thiệt á hả? Bữa nay có một món ăn xuất sắc, ngon xuất thần, nhưng mà chỉ cần sử dụng mè đen thôi. Lựa đi rồi ăn. Lựa? Đúng rồi. Chuyện nhỏ. Ê, đi đâu vậy? Đi mua mè đen. Mua cho lẹ chứ hơi đâu ngồi lựa. Ông đi vô bếp trước đi. Tôi đi đây. Tôi đi lựa. Ba chỉ xiên que chiên giòn, bùi bùi ngất ngây. Mến chào các bạn khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Và công đoạn đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt khoanh hành tây để chiên ăn kèm với lại thịt ba chỉ chiên giòn nha. Và sau khi chúng ta cắt xong thì chúng ta sẽ gỡ ra từng khoanh như vậy. Phần hành tây cũng đã xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành luộc thịt. Rồi. Thì chả cây chúng ta sẽ cắt khúc. Đầu tiên, xả cây để luộc. Đúng rồi, để luộc thịt heo. Thì cái quế cây chúng ta rang thơm lên và chúng ta bẻ nhỏ ra. Ngoài quế ra thì chúng ta còn có hoa hồi đinh và hương. Nhánh đinh hương nữa. Và chúng ta sẽ có nửa muỗng canh mật ong và thêm nửa muỗng cà phê muối. Và tiếp theo chúng ta còn có một muỗng canh hạt nêm Aji ngon heo. Và cuối cùng trong nồi này chúng ta cần thêm hai muỗng canh nước tương Phú Sĩ nữa để tạo mùi thơm cho món ăn. Chúng ta sẽ cho thịt ba chỉ vào. Và đặc biệt ở cái món thịt luộc này chúng ta sẽ không dùng nước lạnh và chúng ta sẽ dùng nước dừa tươi. Minh Phương sẽ mở lửa lên đây. Các bạn nên nhớ khi làm món này chúng ta nên chọn thịt ba chỉ có lẫn mỡ để khi chiên thịt được mềm hơn. Các bạn nên luộc thịt trong nước dừa để thịt mềm và có mùi thơm đặc trưng. Chúng ta luộc khoảng tầm 10 phút đối với miếng thịt này là vừa chín tới. Trong khi đợi thịt chín thì chúng ta sẽ tiến hành pha bột. Khi chúng ta khui bịch bột ra thì chúng ta chừa lại 2 muỗng canh bột khô. Tiếp theo phần bột Aji quyết chiên giòn chúng ta sẽ sử dụng khoảng 130ml nước. Chúng ta cần 2 muỗng canh mè đen nữa thì để giúp tăng hương vị, dinh dưỡng và màu sắc cho món ăn nữa nha. 10 phút đã trôi qua và bây giờ xin xem dỡ nắp ra. Hương thơm nãy giờ rất là ngào ngạt rồi. Tắt bếp. Và lấy miếng thịt ra bên ngoài. Và chúng ta đợi thêm một chút xíu nữa cho miếng thịt nguội bớt. Thì bây giờ chúng ta sẽ cắt ra từng khối vuông. Minh Phương thấy không? Cái phần thịt chúng ta là vừa chín tới, vẫn còn chưa chín kỹ. Để chúng ta chiên thêm một lần nữa thì thịt không có bị khô. Phương hiểu rồi. Là chúng ta sẽ xiên vào cái que này trước khi tẩm vào bột. Một xiên thì tầm khoảng bao nhiêu viên thịt hả? Một xiên thì chúng ta cần khoảng 5 viên là đủ. Minh Phương thấy nè, chúng ta đừng có xiên sát quá. Chúng ta xiên sát quá thì bột sẽ không áo được những cái phần bên trong này. Và nó sẽ không ngon. Rồi. Và bây giờ công đoạn cuối cùng thì chúng ta cần phải một cái chảo dầu để bắt lên chiên. Đây là món ăn mà chúng ta phải chiên ngập dầu. Chúng ta rắc một ít bột khô vào hành tây để tạo cái độ kết dính giữa hành tây và bột mè mà chúng ta đã pha khi nãy nha. Dầu đã sôi thì bây giờ tẩm vào bột ướt và chiên thôi. Wow, có những cái vòng hành lẫn cái màu của mè đen trông rất là hấp dẫn. Với những màu sắc như cái này là được rồi nè. À. Chúng ta sẽ để qua giấy thấm dầu bên đây. Rồi. Như vậy là xong những cái vòng hành rất là đẹp. Thì chúng ta vẫn sử dụng cái bột khô để tẩm một lớp mỏng lên phần thịt heo. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chiên luôn phần thịt ba chỉ nha. Lần lượt chúng ta sẽ cho những cái que thịt vào ha. Tiếp tục nào. Và cái thịt này thì chúng ta cũng đã làm chín, gần như đã chín rồi. Thì chúng ta chỉ cần chiên cho cái màu nó đẹp và cái bột nó giòn là được. Những cái xiên thịt va vào nhau nghe lách tách là cảm nhận được cái độ giòn. Như vậy là sắp được rồi đúng không xiên? Đúng rồi, màu thịt cũng đã đẹp rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vớt thịt ra để cho ráo dầu. Wow, nhìn những cái xiên thịt đã được chiên giòn và phủ bởi một cái lớp áo màu mè đen ở ngoài rất là đẹp. Rồi, công đoạn cuối cùng là chúng ta trang trí làm sao cho bắt mắt và chúng ta thưởng thức thôi nha. Xong, món ăn chúng ta đã hoàn tất. Và với món ăn này thì chúng ta sẽ ăn kèm với sốt mayonnaise mayo đúng không? Đúng rồi. Xiên thịt vàng thơm, xen chút mè đen hấp dẫn, cắn vào miếng thịt ngọt mềm, mọng nước. Bên ngoài thì giòn tan, bùi bùi của mè, thơm thơm của sả và quế, hồi, đinh hương. Ngất ngây quá đi. Món ăn vàng rụm hấp dẫn như thế này thì chắc chắn quý vị sẽ phải thực hiện ngay cho gia đình của mình. Chúc các bạn thành công.